Đây anh em, hôm nay thì mình sẽ đào cái này. Cây này là cây, gọi là cây trùm hâu đây, cây trị thương phòng đây, trái nó đây anh em. Đó, cái này nó hôi lắm, hôi mùi chuột xạ. Tuy nhiên thì mới đầu mình hử thì nó hôi, mà hử 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 nẹt cũng đâu là nó thành thôm, nó chuyển qua thành thôm nha anh em. Đó. Đấy, bây giờ mình sẽ đào cái cây này. Đây, gốc nó đây. Mình sẽ đào. Đấy. Đây nhiều lắm. Kia nữa cái này. Đấy. Đây. Nhưng mà đây nè, nó này. Trái nó nè anh em. Cây đây trị thương phòng ngăn lấy lá nó tuốt lá nó bắt đầu xây những vét lấy nước chơi chút nước vô vét lấy nước trị thương phòng nha anh em. Đấy. Đây thì cây nhỏ như ngón tay thôi. Cái này to này. Này này to này. Tuy nhiên nó cao hơi cũng không to mấy. Đây này, nhìn ngón tay cái mình này. À, đó, anh em thấy không? À. Thì bây giờ mình tạm dừng video mình đào đó. Ông anh biểu đào cho ông muốn làm thuốc. Không biết ông làm thuốc gì mà ông biểu lấy lá lấy thà lấy gốc rồi. Để mình chỉ lấy gốc rễ thôi. Này. Đây. Mới đào được gốc đây. Cũng khá là to. Cái đây. Đào có ba gốc đây giờ chặt ớn. Gốc này cắm không nổ rồi. Lá này. Lát cả đống rồi mà bỏ cha mình phơ nó bay cùng hết mất công một. Đây lấy cái gốc nó thôi đào. Ồ đào chát tay quá, đào ơ đầu quá cứng lắm, biết gì chặt có được không đây. Này lá này cây nhỏ nữa này. Đây anh ơi, em đào muốn lòi con mét ra được có mấy gốc đây, được mà nó cứng quá, rồi chắc được nhiều ai nhiều qua mới rửa xong rồi, một đàn nữa này, mới rửa xong rồi, thôi có bình nhiều ấy bình nhiều trà chứ cứng quá, đất rồi hạn hán khi này nữa không có mưa đâu, cứng ngốc, mấy gốc đây biết được bao nhiêu cái biết. Đây cả chục ký á, nhưng mà không biết phơi khô ra được bao nhiêu ký rồi. Kìa vợ chặt kìa. Rồi được bao nhiêu đào bao nhiêu, cũng quá, đào nóng.